Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh, đời vẫn mong cùng người bước qua tháng năm. Tay em chặt hơn đi, ta chẳng lẫn mất nhau. Dẫu mai về đâu, đẹp sao được tay một cuộc về mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xin môi em chặt hơn đi, ta chẳng lẫn mất nhau. Xe chúng tôi vừa dừng tại khu du lịch gì đây? Khu du lịch Phương Nam anh? Khu du lịch Phương Nam. Đồng Tháp. Chắc là đợt này dịch nên là cũng rất là vắng. Rất là hoành tráng và đẹp. Chúng tôi bắt đầu đi vào. Ba đi vào đây lần nào chưa? Có rồi. Đây, một ông anh rất là đẹp trai đang bán vé xe điện. Ấy, quá đẹp trai anh ạ. Thì chúng tôi sẽ lên xe điện. Ai cũng biết là đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng mà chúng tôi chọn giải pháp là ngồi xe điện cho nhàn. Cô Hà, cô bỏ khẩu trang ấy. Cô có cảm thấy hào hứng không? Cô rất hào hứng. Cô có thấy hồi hộp không? Vui. Vui. Mẹ xuống, mẹ thấy sao? Mẹ đã vào đây lần nào chưa? Cô vào rồi. Thợ rồi. Rất xinh rồi. Bây giờ đâu rồi, em trả luôn nha. Ai dám khen cô? Ngồi cạnh vợ ai dám khen? Chỉ dám khen anh đẹp trai thôi chứ. Dạ, phía bên tay trái đây là bảo tàng đất Việt Nam ạ. Chiếc bảo tàng đó là chiếc trống mà độc mộc là mật ngũ sến mà đạt kỷ lục mà quốc gia là lớn nhất Việt Nam. Tuyệt vời. Vâng. Chị vừa lái xe vừa là hướng dẫn viên du lịch. Đây là cây cầu 12 con giáp, là mỗi bên có hình của 6 con. 6 con. Đấy, khỉ. Phía bên trái là quần thể công trình văn hóa tâm linh. Trong đây thì có hai đền thờ Đặng Tộc và đền thờ Nam Phương Linh Từ. Đầu phía trước đó là cây cầu ngói. Cây cầu ngói thì dành cho khách đi bộ. Khi mà mình đi bộ qua bên kia cầu, phía bên kia mình rẽ trái đó là khu làng quê Nam Bộ ạ. Làng quê Nam Bộ là một ngôi làng tái hiện lại 14 ngôi nhà Nam Bộ xưa ạ, đa hình thôi. Cũng có tỷ lệ là sắp xỉ 1:1 ạ. Cuối khu làng quê Nam Bộ đó là công viên nước ạ. Còn cái con đường này nếu mà khách mình đi bộ thì đi thẳng vô trong đó là tới cổng của vườn hoa Tân Cảnh ạ. Nhưng mà cái cổng như đây là cái cổng số 2 ha, cổng phụ. Trong đây là đền thờ Nam Phương Linh Từ. Đền thờ Nam Phương Linh Từ thì thờ 125 vị tiền nhân có công với vùng đất Phương Nam ạ. Có công thì chia ra làm 3 công, đó là công khai mở, công giữ gìn và công làm ngạn danh vùng đất Phương Nam. Tính tới thời điểm hiện tại thì khu du lịch văn hóa Phương Nam là có khoảng 25 hecta, là diện tích là khoảng 25 hecta, tương đương với khoảng 250 công đất ạ. Được khởi công xây dựng vào năm 2009 và khánh thành giai đoạn 1 vào năm 2015. Và bắt đầu đón khách du lịch đến tham quan vào ngày 23 tháng 12 năm 2017 ạ. Hoạt động được hơn 3 năm. Đây cũng là một trong những du lịch mới ở tỉnh Đồng Tháp và cả miền Tây Nam Bộ. Phía bên tay phải đây là dãy Trường Lan ạ. Trường Lan là một thức nhà có mái che bao quanh công trình và nối tiếp các công trình với nhau ạ. Phía trước đó là Ninh Long, có cầu thang mình đi lên phía trên. Dãy Trường Lan này thì có tác dụng là những lúc nắng mưa mình đi tham quan dọc trên đây là không có bị gián đoạn ạ. Con đường này là lúc trước vào Tết Nguyên Đán 2020 là
đường nón lá vàng nhất Việt Nam ạ. Nhưng mà cũng do thời gian hơn một năm với thời tiết nắng mưa nên nón lá cũng bị hư hỏng, thay vào đó là con đường kiểu chữ đèn lồng ạ. Khoảng sân phía sau đây, sân này là rộng khoảng 8.000 mét. Lúc trước là để đổ xe máy ô tô, khách du lịch đến tham quan là chạy xe hẳn vào đây. Nhưng mà sau này bãi xe dời ra phía trước ạ. Phải sân này để dành lại để đổ trực thăng ạ. Đây là cổng chính của đền thờ Thắng Cảnh. Phía sau giữa hai cái đền thờ đó là có tượng Phật Di Lặc và Phật Quan Thế Âm ạ. Hai ngôi nhà hai bên đây là kiến trúc là theo nhà Thủy Tạ, nằm trên hai ao sen và ao súc. Phía đó là nhà trống, chiếc trống đó là nặng khoảng 1 tấn, chiếc trống đó là lớn thứ ba ở khu du lịch Phong Hóa Việt Nam ạ. Chiếc trống này là làm gỗ sam cát ạ. Chống đỡ bởi 240 cây cột, tất cả các cây cột đây đều là một bộ cặp xe ạ. Còn khu ngoài đây là khu vườn hoa Tân Cảnh ạ, mới mở rộng sau này được hơn khoảng một năm, diện tích là khoảng 5 hecta ạ. Vẫn đang trong giai đoạn thi công xây dựng là từ phía bên kia, giải nhà như vậy là đây ạ. Xuống xe thôi. Hai chục rẻ quá đấy. Hai chị em mình làm cái cây dây này để dìu nó xuống cho cả. Chúng tôi vừa bước vào khu du lịch Phương Lam. Khung cảnh đây khá là đẹp các bạn. Giá vé vào cửa chỉ có 50.000 một người. Xe điện 20.000. Đây. Ao sen đây. Nhìn như một cái cung đình thời xưa. Đấy. Cô Hà cảm thấy đây đẹp không? Đẹp lắm. Chào mọi người. Đây. Đây là hai con gà tình yêu. Không phải gà công nghiệp hay gà ta nhé các bạn. Truyền thuyết kể rằng ai mà chụp ảnh với hai con gà này sẽ ở bên nhau suốt đời. Đây mẹ tôi vừa thích chiếc Exciter đây. Quẩy ba về mua cho mẹ nào. Rồi bây giờ tiếp tục. Chị mà đi Exciter hơi gấu đấy.
ta tiếp tục đi di chuyển. Mình lên đấy đây. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ lên trên kia để lễ. Quá là đẹp các bạn. Chúng tôi vừa vào trong lễ xong. Cảnh ở trong rất là đẹp. Đây là ban giữa. Ban giữa thờ ngài Công Bộ Thị Lang Đặng Nghiêm, sinh năm 1170, mất năm 1236. Ở bên kia thì có tông đồ họ Đặng Văn Hiến Việt Nam. Trong này khá là đẹp các bạn, linh thiêng. Nhìn ngài rất là uy nghiêm. Cảnh khá là đẹp các bạn. Chúng tôi vừa xin một quẻ xăm. Chúng tôi vừa lễ xong thì chúng tôi trở ra. Để chai nước. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế. Ở trong này khá là đẹp các bạn ạ, nhưng mà do cả đoàn mình cũng hơi mệt, vừa nhậu trên kia mà trời nắng quá. Bây giờ bụng ai cũng khá là đói rồi, nên là chắc là chỉ vào lễ cái rồi đi ra về. Có khi lại hủy luôn kèo vườn hoa Sa Đéc. Đây, ở đây có một cái hồ sen đẹp quá các bạn. Đây, quá tuyệt vời các bạn. Tôi đánh giá thì ở đây đẹp gấp vài lần ở Bảo Sơn. Quá đẹp các bạn ạ. Vâng. Hiện giờ thì mọi người mình cũng khá là đói rồi, nên là hôm nay khá là mệt.
nên chắc là khả năng là thôi hủy kèo vườn hoa Sa Đéc. Nhưng mà chắc chắn sẽ vào một ngày nào đó mình chuẩn bị tinh thần để vào đây chơi thì sẽ đi lửa ngày luôn. Đây, có một cô đang làm cỏ. Vào đây thích bạn, vào đây khá là thích. Vâng. Ui giời, biết thế thì đi dành lịch ra đi một ngày được. Trong này kiểu gì chả có chỗ ăn trưa bao nhiêu. Đấy. Vâng, mình vào mình đi cả ngày luôn. Có cô Hà không, là một album ảnh luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi bộ ra ngoài. Chúng tôi vừa trở vào bảo tàng. Đấy. Đây. Rất nhiều khối xây bằng đá. Đây. Xác lập kỷ lục đây. Chiếc trống độc mộc bằng gỗ xín lớn nhất Việt Nam. Đây, chiếc trống lớn nhất Việt Nam các bạn. Tôi mà có cái trống này ở nhà tôi gõ cho ung nàng. Toàn gỗ xến. Đây là chú Thi, quản lý của khu du lịch Phương Nam, bạn của ba vợ tôi. Thì đang có đài truyền hình Đồng Tháp phỏng vấn chú. Đây là chiếc thuyền từ ngày xưa của người Phương Nam. Đây xe ngựa. Còn đây là con trâu của người Phương Nam thời xưa. Còn đây là đống rơm ngày xưa người Phương Nam dùng để dành thui thịt chó. Rất nhiều hiện vật từ thời xưa của người Phương Nam các bạn ạ. Đây là máy xay sinh tố. Sinh tố. Hôm nào con quay cho mẹ một MV nhá. Rồi MV ca nhạc cái xong về sau lồng tiếng hát mình nó. Tiền thắng tình thua. Như là ca sĩ nó hay hát ở ngoài ấy. Kia thì có đài truyền hình Đồng Tháp đang phỏng vấn ông bạn của bố vợ tôi. Cái này là hình như cái gắn vào con trâu đi cày. Anh ạ, đây là cái bừa.
theo như chú Thi thì các bạn nên đi chơi vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần, thì sẽ có các bạn người mẫu đứng và tái hiện lại các cái hành động khoảnh khắc từ ngày xưa, và sẽ có nhiều cái dịch vụ chương trình sôi động chỉ có vào thứ bảy chủ nhật, ví dụ như là xiếc rồi nhiều cái. Bây giờ chúng tôi sẽ ra cửa lên xe đi về, đi ăn hủ tiếu chứ đói lắm rồi. Cô Hà có đói không? Cô rất đói. Cô cứ nói xạo. Ăn nhiều thịt thế đói sao được. Cô Hà rồi, ăn nửa lôi thịt gà lúc này. Nửa lôi thịt gà. Đói là tất cả đều đói. Nói thế thôi. Chúng tôi vừa lên xe để bây giờ trở về đi ăn hủ tiếu. Vườn hoa Sa Đéc nha các bạn. Đấy, bông trang mẫu đơn đấy, rất nhiều. Chúng tôi đang đi qua vườn hoa Sa Đéc, một địa điểm nổi tiếng ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Tôi đang đi ăn hủ tiếu ở Sa Đéc. Đây, đây là hai quả bát mì của tôi. Đói quá rồi. Xương ấm đây. Mời cả nhà ăn nhá. Em mời anh chị nhá. Mẹ ăn gì đây? Hủ tiếu mì khô. Đây là hủ tiếu nước. Xương là đã không? Rồi, mời cả nhà ăn nhá. Đây nha, chúng mình vừa ăn hết sạch rồi nhá, xương này. Mẹ nè, mẹ làm hết giết xương nè. Đây. Chán không? Ba của tôi thì đã quá lo này, đã bỏ cuộc. Đã bỏ cuộc.